Bộ phim Sô-cô-la hạnh phúc. Tập 32. Trung先生, ông Trung à, ông có biết tôi và chồng tôi chỉ có một đứa con gái ruột. Lần này chúng tôi nhận ra nhau không phải vui nữa, mà là có chết cũng cam lòng. Điều này tôi hiểu. Nhưng mà cái duyên phận của chúng tôi quá mỏng. 10 tháng mang bầu, tôi dỗ dành con, ôm con, đều ở trước mắt. Nhưng con bé lại không nhận bố mẹ. Chuyện này cũng có thể nói là thực tế khả năng cũng là tôi không tốt. Nhiều năm như vậy, đã từng nhiều lần tôi muốn nói với con bé, nhưng tôi cứ không thể quyết tâm. Tôi hận bản thân mình để cho con bé bây giờ nó phải có thời gian thích ứng, đúng không? Ông Trung à, tôi xin ông, xin hãy khuyên con bé có được không? Đều là bố mẹ mà. Tôi tin là chỉ cần nó quay về, tốt biết mấy cho hai chúng tôi, nó nhất định có thể cảm nhận tình thân. Chuyện này, ông Trung, ông cũng biết, chúng tôi có một cô con gái là Úc Oánh. Chúng tôi yêu nó, chiều chuộng nó. Tôi vốn cho rằng tôi hoàn toàn không cầu lợi. Tôi làm tất cả trách nhiệm của người làm mẹ. Nhưng từ khi Khoảng Khoảng xuất hiện, tôi mới biết sâu từ đáy lòng mình còn thiếu một chỗ. Đó chính là của Khoảng Khoảng. Kiểu bận tâm vướng víu của người luôn mang nỗi lòng. Nhất cử nhất động của con bé đều làm lay động tôi sâu sắc. Có lẽ cảm giác đau khổ đến rã rời này con bé không thể hiểu được. Nhưng mà tôi xin ông, xin ông hãy thông cảm cho, nhất định phải giải thích, nhất định phải giúp tôi hoàn thành tâm nguyện một người làm mẹ, được không?
Xe sao rồi? Có chút vấn đề. Anh đợi chút, tôi đi sửa ngay. Không sao đâu. Hay. Đây là cú bay cao ngoạn mục về phía bên trái. Quả bóng này phải chạy nhanh. Cô Nguyễn quả nhiên là cao thủ. Sao lại trùng hợp vậy? Tôi cũng thấy kỳ lạ. Nơi này cô vẫn nhớ sao? Nơi này là nơi chúng ta sau khi quen nhau lần đầu hẹn gặp ở đây. Đúng rồi. Khi đó chúng ta bất ngờ còn có nhiều tình tiết nữa. Úc Ánh, thật ra tôi luôn cảm thấy tôi thiếu cô một lời xin lỗi. Anh không thiếu gì tôi cả. Là tôi tự hiểu lầm thôi. Không ngờ trong khi bất tri bất giác, tôi đã sớm thua trận này rồi. Úc Ánh à, cho nên hai người chúng ta vẫn còn là bạn chứ? Là bạn tốt nhất của nhau. Tổng giám đốc, vấn đề xe hình như khá nghiêm trọng. Tôi đã gọi cứu hộ rồi. Thiên Lạc, xe của anh bỏ neo rồi à? Hay là tôi đưa anh về? Được. Vô vị thế. Một người chơi bóng. Thân thế của Khoảng Khoảng anh đã biết từ sớm rồi đúng không? Ừ. Anh biết tôi được bố mẹ nhận nuôi, không phải là con đẻ. Tôi là cô Nhi. Năm đó bố mẹ bị lạc mất Khoảng Khoảng, mới đến cô nhi viện nhận nuôi tôi. Hơn 20 năm nay tôi luôn là người thay thế cho cô ấy. Cũng có thể nói tôi chỉ là hàng phách của cô ấy mà thôi. Có thể lúc đó bố mẹ thương nhớ Khoảng Khoảng. Thực ra tại sao cô phải nghĩ như vậy chứ? Có thể lúc đó bác trai và bác gái, bố mẹ thương nhớ Khoảng Khoảng mới đi nhận cô về. Nhưng mà bao nhiêu năm nay cô vẫn luôn là viên minh châu của họ. Cô có hiếu, cô cũng quan tâm họ. Tình cảm bao lâu nay như vậy sao có thể là người thay thế được? Tôi rất rõ. Đã có Khoảng Khoảng rồi, từ đó về sau đồ phép như tôi sẽ sớm bị lãng quên thôi. Để nhường cho con gái ruột cùng với bố mẹ hưởng thụ niềm vui. Tại sao cô lại không tự tin như thế? Hả? Bác gái và bác trai vất vả nuôi cô khôn lớn, cô ngay cả chút cốt khí cũng không lấy ra sao? Cô cũng là con gái của nhà họ Nguyễn, lẽ nào thêm một người chị, cô lại phủi nhanh như vậy hay sao? Cô ngay cả Nguyễn Úc Ánh, ý nghĩa của ba chữ ấy cơ bản nhất mà cô cũng không hiểu à? Họ của cô, tên của cô, tất cả của cô đều là do bố mẹ nhận nuôi cô mang đến. Đây tất cả cô đều không muốn à? Cô hiện tại chỉ cần làm tốt mình, làm tốt Nguyễn Úc Ánh. Những cái khác thì kệ đi, cô tự suy nghĩ đi.
Nhưng tôi xin ông nhất định phải tha thứ, nhất định phải giải thích, nhất định phải giúp giùm tôi hoàn thành tâm nguyện của người mẹ. Con đang giận bản thân. Tại sao con không phải là con của bố mẹ? Khoảng khoảng, bố cũng hận chính mình. Mẹ nó à, chúng ta không thể ích kỷ như vậy được. Chiếm Khoảng Khoảng làm của mình, nếu như có cơ hội trở thành viên minh châu của nhà họ, đây mới là điều tuyệt vời cho con bé. Bà nói đúng đi. Dậy rồi sao? Bánh ca tô sớt. Ôi, đi đi đi, vừa mới ngủ dậy. Mặt không rửa, răng không đánh. Bánh ca tô này, đừng động vô. Không đúng. Nói không đúng. Đây chính là bánh ca tô sớt con thích ăn nhất. Bố à, con làm người tuyết nhỏ cho bố nhé. Hoa tuyết nhỏ gì làm thật đẹp. Con muốn hoa tuyết nhỏ, người tuyết nhỏ hả? Ngon quá. Ngon quá. Nhưng con luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Thiếu cái gì vậy? Câu chuyện. Câu chuyện gì? Chính là mỗi lần bố làm bánh này đều kể cho con nghe một câu chuyện. Lần đầu làm bánh gato chính là vì nghe xong mới học. Câu chuyện lâu lắm không kể rồi, quên luôn rồi. Không đúng, mỗi lần đều kể cùng một câu chuyện sao có thể quên được chứ? Khoảng Khoảng, con cũng lớn rồi, nghe mãi một câu chuyện không chán sao? Con nghe không thấy chán, con mới muốn nghe. Con thích nhất nghe ba kể chuyện, nhanh kể đi. Được, ba kể cho con nghe. Rất lâu trước đó, có một cô công chúa tốt bụng, đáng yêu, lại vừa xinh đẹp. Cô ấy bị lạc đường, ở sâu trong rừng, không biết làm thế nào mới ra được. Thật ra con gái tôi chính là công chúa duy nhất trong lòng tôi. Năm nó 2 tuổi thì bị lạc đường, xa vào lòng tôi. Từ đó trở đi, đôi cánh tay tôi dang ra đón nhận con bé. Bất luận là khi nào, tôi đều không nghĩ qua phải rời xa con gái. Thật ra không rõ, có thể hiểu tấm lòng của ông bà. Khoảng Khoảng ở với tôi lâu vậy rồi, ngay cả học cũng chưa học hết. Hóa ra tôi cho rằng nó giống tôi, không muốn học hành, chỉ vùi đầu vào đam mê sô-cô-la. Nhưng mà bây giờ mới thấy là tôi sai rồi. Bố mẹ ruột của nó vốn là những kiến trúc sư nổi tiếng. Trên thực tế, cũng chính là tôi, là vô công thôi, cũng không cho nó cuộc sống tốt. Cho nên vô hình chung cũng làm hỏng tương lai của nó và cả những gì nó muốn theo đuổi. Nhưng mà hôm nay tôi tin rằng hai vị đây nhất định sẽ cho con bé một tương lai cuộc sống tốt đẹp, để Khoảng Khoảng của chúng tôi cũng là một cô công chúa. Cô nói có đúng không? Đương nhiên rồi, đương nhiên. Dù cho Khoảng Khoảng muốn gì học gì, chúng tôi cũng đều cho con bé học với chi phí tốt nhất.
Cái này... Tôi tin chứ. Khoảng khoảng ở lâu với tôi, trong cuộc sống đã có nhiều thói quen. Ở đây tôi đều nói với nó. Khoảng khoảng thường thích nói dông dài. Cái này tôi hiểu. Điểm này nó giống với ba nó. Đúng rồi, tôi cũng vậy đó. Đặt xuống đi. Bố lại uống rượu rồi. Bố chỉ uống có một chút thôi mà. Một chút cũng không được. Buổi trưa không ăn cơm, bố lại ở đây uống rượu. Cao huyết áp, bố uống nhiều rượu mắc bệnh rồi phải làm sao? Đứa bé này thường rất lạc quan, có việc tự mình giải quyết. Thật ra nó cũng rất là sợ người khác, hoặc là tôi quá quan tâm nó. Tôi hiểu. Con bé bây giờ đã lớn rồi. Bất luận gặp phải chuyện lớn gì, chỉ cần hai người muốn làm mọi thứ giúp đỡ nó thì thành. Trung Đạo tiên sinh, đây là bố. Lần thứ 607 muốn làm việc thật sự. Nào, bố xem đi. Nhà chúng ta neo người đã lâu rồi, trong lòng bố sẽ không cố ý không đi chứ. Chúng ta lấy lập trường gì? Tiền không phải kiếm thôi. Chúng ta còn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Đợi chúng ta có được hợp đồng này, đừng nói là nhà lầu, chính là nhà 8 lầu con cũng trả được. Ông Trung à. À, không sao, không sao đâu. Con bé này cùng tôi 20 năm, nghĩ gửi nó về cho ông bà. Trong lòng của tôi đúng là không đành. Tôi hiểu mà. Nó cũng có lúc làm sai. Trước khi chê trách nó, nó đã tự chê trách mình rất nhiều lần rồi. Dạy con bé mà, có nhiều câu không cần nói, cứ để nó khóc đi. Đợi nó khóc chán rồi, hãy cùng nó ăn sô-cô-la. Nó sẽ nhanh lấy lại sự lạc quan. Từ đó về sau, nụ cười và nước mắt của con bé đều là trách nhiệm của ông bà. Bố, con về rồi. Bố, bố lấy vali ra để làm gì vậy? Bố nói chuyện với bố mẹ con rồi. Từ ngày mai trở đi, con dọn đến đó ở đi. Bố chuẩn bị hành lý cho con xong rồi. Con đã nói là không ở với họ, tại sao bố tự quyết định như vậy? Đừng có tức giận được không? Bố mẹ con đã muốn đón con về ở, thì con không có cớ gì ở đây nữa. Con không đi đâu, không chuyển. Bỏ xuống đi, bố. Loạn thế đủ chưa? Bố đã nuôi con lớn thế này rồi, con còn chưa kiếm đủ tiền sao? Con còn muốn dựa vào bố bao lâu? Bố,
Không phải là vì con sao? Bố mới lười nuôi con. Mẹ con ra đi. Hơn 10 năm để mình bố nuôi con, bố đâu cũng không đi được. Còn muốn thế nào nữa? Vốn bố có thể sống ngày tháng thảnh thơi, có phải là còn là vì con? Hơn 10 năm rồi, bám đủ rồi không có nữa đâu. Bố muốn làm gì vậy? Bố nói cho con biết, bố vốn cũng có ý tưởng cần người bao bọc. Vẫn là tại con. Cái gì mà lý tưởng bao bọc? Hại bố ra ngoài uống rượu suốt, đánh bạc thua. Con còn muốn thế nào nữa? Bố, bố à, bố lừa con đúng không? Bố có phải là muốn con qua bên đó, bố nhất định lừa con. Đừng có gọi bố nữa. Bố nói cho con biết, con muốn gọi thì đi gọi bố mẹ ruột của con ấy. Được rồi, bố thấy con, đi ngay bây giờ luôn đi. Đi. Bố, bố à, bố, đi, đi đi. Bố, đi đi. Bố bỏ con ra đi, con không đi đâu. Bố, con không muốn đi mà. Bố, đi đi. Bố, 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 mở cửa ra cho con đi. Bố, bố, bố mở cửa ra. Bố không phải bố ruột của con. Đi tìm bố mẹ ruột của con đi. Bố mở cửa ra đi. Ta không có đứa con gái nào. Mở cửa ra đi mà. Mở cửa ra đi bố. Mở cửa cho con đi. Bố. Bố ơi, mở cửa ra đi. Ông nói là Khoảng Khoảng vẫn muốn về nhà. Tôi xin lỗi, tôi đã nói chuyện với con bé rồi. Tôi suy nghĩ một buổi tối, trước mắt không còn cách nào khác nữa. Chúng tôi sẽ tạm thời dọn qua bên đó. Tôi nghĩ trước mắt nó là cách duy nhất có thể đưa Khoảng Khoảng về với ông bà. Được. Bố, bố đừng đi mà. Được rồi, đã đi không kịp, bố cũng không đuổi. Khoảng Khoảng, con đã không rời xa bố, chính là nói bố ở đâu, con cũng ở đó. Vậy thì được, bố quyết định rồi. Quyết định cái gì chứ? Khoảng Khoảng, hôm nay chính là một ngày quan trọng nhất trong đời người. Trưởng tiệm, bố có thể xin nghỉ phép. Nghỉ phép.
Ông Trung, Khoảng Khoảng, vất vả rồi, vất vả rồi. Chuyện này, bà Lý à, nào tôi giới thiệu với bác. Từ nay về sau nhà chúng ta sẽ có thêm hai người. Đây là ông Trung, đây là Khoảng Khoảng, con gái mà tôi mới tìm được. Mọi người xem. Bố à, bố đừng có đùa nữa. Đùa cái gì hả? Nào, Khoảng Khoảng, đây đều là con nói nha. Bố đi đường nào thì con đi theo đường đó. Bố quyết định đi qua bên này ở. Còn con à, con muốn theo thì cứ theo. Con muốn cùng ai thì cùng. Nếu như con muốn đi thì bố cũng không cản ha. Nè, ông Nguyễn à, ông là một kiến trúc sư nổi tiếng. Ông xem nhà ông đẹp như vậy, vừa lớn vừa tốt. Chuẩn bị cho một phòng được không? Ông yên tâm đi, chuẩn bị hết rồi. Đi, tôi đưa mọi người vào. Đi nào, đi nào. Đi, đi, đi. Đi. Khoảng Khoảng, mẹ giúp con chuẩn bị phòng của con. Không biết là con thích thế nào. Đợi một lúc thay quần áo. Cơm mẹ làm sắp xong rồi. Đợi chín rồi mình ăn ha. Nào, đi đi. Con nhìn đi, người có tiền không giống nhau. Con xem kiểu nhà ở thế này, bố là không được rồi, mua không nổi đâu. Bố. Hả? Con vẫn cảm thấy không quen. Xem kìa, nha đầu này, bình thường sống cuộc sống vất vả cùng bố, chưa từng thấy nhắc đến. Giờ điều kiện tốt hơn rồi, lại không quen à? Con vẫn nói rồi mà, con quen cuộc sống với bố rồi. Bố thì sao? Bình thường ở nhà, ăn cơm thích nhất là vắt chân lên, mặc cái đó, áo ba lỗ buông xuống. Bố nói như vậy là tự tại nhất, thần tiên cũng đều không đổi. Bố xem bây giờ coi kìa, ăn mặc, khi nãy ăn cơm, ngay cả húp canh cũng không có tiếng động. Nước canh, ôi trời ơi, Khoảng Khoảng, vì lúc đó ít người nên thoải mái được. Thật ra thì bố sống sung sướng, tự tại rất nhiều. Bố phải cảm tạ ông trời đã để bố được nuôi dưỡng một đứa trẻ ngoan như thế này. Hiện tại ở ngôi nhà này hưởng sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, tốt thật đấy. Nói tục ngữ tốt ghê, con người từ đó vẫn có thể hối hận gì đây? Ông Trung à, ông Trung, Khoảng Khoảng, như thế này đi, phải tổ chức party cho Khoảng Khoảng, chủ yếu là chào đón con về nhà, tiện thể nói với bạn bè thân thiết, chúng tôi luôn tính làm một buổi tiệc nhỏ ra mắt. Party. À, Khoảng Khoảng, hai ngày nữa mẹ đưa con mua ít quần áo nha. Ông Trung à, tôi mua tặng ông một bộ quần áo. Ông thử xem đi ha. À, được, thử thử, để tôi thử. Không ngờ cuộc đời tôi sẽ đi đến một khu vườn bí mật. Tôi phát hiện mẹ của tôi là quý bà không phải động vào thứ gì. Thường bà ấy chỉ cần đi cùng quản gia là đã có thể xử lý hết mọi thứ rồi. Nhưng sau khi tôi chuyển vào, bà ấy lại kiên trì muốn tự mình dọn giường cho tôi ngủ, cùng tôi nói chuyện. Bố của tôi là một người đàn ông nhã nhặn lịch thiệp. Ông ấy có công việc chủ yếu mỗi ngày, đó là làm tại nhà hoặc ở trong phòng sách, thiết kế đồ họa. Mặc dù trong hồi ức của tôi không có ông ấy, nhưng ông ấy lại nhớ rất rõ ràng lần tôi cười đầu tiên sau khi tôi sinh là khi nào. Nào, cạn ly. Cạn ly.
Út Oánh à, mấy hôm nữa nhà ta sẽ tổ chức party, con thích đồ ăn của nhà hàng nào, mẹ đã gọi điện đặt rồi. Con không ý kiến, cái gì cũng được. Không thì thế này đi, Khoảng Khoảng, con quyết định đi có được không? Con thì sao cũng được. Ở nhà mở party đi, chuyện này cứ giao cho tôi. Tôi cũng là đầu bếp khá cừ đó. Không thành vấn đề. Nhân viên không đủ thì gọi Kiều Hanh đến giúp, thế nào? Vẫn không thích hợp lắm. Có gì không thích hợp vậy? Tôi là đầu bếp mà. Mẹ yên tâm đi, đến lúc đó giới thiệu thân phận của bác Chung. Có cái gì không tốt mà giới thiệu? Thế này đi, Khoảng Khoảng là con nuôi của tôi, sau đó thì quay trở về nhà với ba mẹ ruột. Bố à, bữa tiệc này là do tôi. Ăn đi bố, nhanh ăn đi. Ông Chung à, hả? Ông đó, vất vả nuôi con bé, thay chúng tôi nhiều rồi. Ông chính là ân nhân của con bé, cũng là ân nhân của chúng tôi. Party này là để tôi cảm ơn ông đã nuôi dưỡng Khoảng Khoảng. Chúng tôi sẽ gọi đồ ăn. Nếu như ông có thời gian có thể giúp chúng tôi đón khách, ông thấy thế nào, được không? Ông lúc ấy là chủ nhân ở đây, giúp chúng tôi cùng đón khách nha. Ăn đi, bố. Gọi ngoài à? À, cũng được. Nào, uống rượu. Cô nương ngủ rồi sao? Cô nương vẫn chưa ngủ. Cô nương đang mất ngủ. Anh đang ở trước cổng. Khoảng Khoảng, Khoảng Khoảng. Khoảng Khoảng. Khoảng Khoảng. Anh ở đây này. Qua đây. Qua đây đi. Nào, ở đây. Nhỏ tiếng thôi. Sao anh lại tới đây? Anh nhớ em. Thế nào? Cô nương biến thành công chúa rồi, chưa quen với cuộc sống à? Không nói à? Đừng nói là ngầm thừa nhận nha. Không phải là không quen, thật sự là có chút không thích ứng cho lắm. Thật ra anh cũng thấy không quen lắm. Bố em nói với em đây mới là ngôi nhà thật sự của em. Nhưng em luôn có cảm giác như đang ăn nhờ ở đậu vậy. Đừng có nghĩ nhiều nữa. Nhưng em luôn có cảm giác như đang ăn nhờ ở đậu vậy. Em như vậy có phải là không hiếu thuận hay không? Em chuyển đến đây sống, có thể đối với bố mẹ Nguyễn là hiếu thuận, nhưng mà đối với bố em, em luôn cảm thấy vô cùng khó chịu. Em cứ yên tâm đi, cả em và bác Chung chắc chắn sẽ dần quen thôi. Em nghĩ mà xem, những ngày tháng sống cùng bố em khổ sở, em cũng có thể vượt qua thì chút khó khăn này có là gì? Từ nay về vấn đề này, nếu em còn cảm thấy khó xử thì cứ đến tìm anh. Anh là chuyên gia đó. Anh cần gì phải nói bản thân giống như là thùng xả stress vậy? Chỉ cần em vui vẻ, có là cái thùng cái vại hay cái gì anh cũng không quan trọng. À đúng rồi, bữa tiệc ngày mai anh đến không? Nhất định đến rồi. Nè, em sẽ không giống như lần sinh nhật ông nữa chứ. Cứ nhảy cái điệu gì mà. Thôi mà, thấy ghê quá, anh phiền quá đi, đáng ghét. Được rồi, được rồi. Được rồi, không nhảy nữa. Thật ra mỗi ngày anh đều muốn nói với em rất nhiều điều.
Anh luôn cảm thấy chúng ta cứ thiếu thiếu cái gì đó. Thiếu suy nghĩ hả? Thiếu suy nghĩ cái gì chứ? Thiếu một ngày kỷ niệm. Ngày kỷ niệm. Ừ. Em xem người ta. Không thì đợi ngày sinh nhật. Không thì đợi đến lễ tình nhân. Đợi đến Giáng sinh. Hai chúng ta cũng nên có ngày lễ riêng cho mình chứ. Vậy ngày nào thì tốt? Em có còn nhớ lúc chúng ta mới quen nhau không? Cơn mưa tuyết đầu mùa chúng ta trải qua cùng nhau. Trung Quảng Quảng, Trung Quảng Quảng, xem đây, tuyết rơi rồi. Tuyết rơi rồi kìa, tuyết rơi rồi. Thiếu của tôi tuyệt chiêu của Võ Lâm đó. Nói dối liên mồm. Anh là đại hiệp Võ Lâm, còn tôi cũng là nữ hiệp. Nếm quả cầu tuyết của tôi đi. Tiếp chiêu đi. Vậy chúng ta quyết định chọn ngày tuyết rơi hôm đó làm ngày kỷ niệm, được không? Từ nay chúng ta mỗi năm đều về một chuyến. Ừ. Em nhất định phải hứa với anh. Em phải luôn là một Chung Khoảng Khoảng như xưa. Một Chung Khoảng Khoảng của riêng anh. Luôn luôn cười rạng rỡ. Em đồng ý. Móc tay. Móc tay. Đóng dấu. Anh có việc vô cùng quan trọng muốn nói cùng em. Nói đi. Em lại gần đây một chút đi, anh nói cho. Gần nữa đi. Đây chính là bí mật mà anh muốn nói cùng em. Được rồi. Anh về đây. Tạm biệt em. Tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt anh. Tạm biệt, tạm biệt. Chào cô, tôi muốn hỏi một chút, người phụ trách phục vụ trước cửa đến chưa vậy? À, còn điểm tâm nữa. Tôi thích cái loại điểm tâm sô-cô-la kiểu Mỹ, loại kem ấy. À, được được. À, còn nữa, giúp tôi thêm vài chai sâm banh được không? Được được, cảm ơn nha. Bà xã à, hoa của chúng ta đến rồi, để đâu bây giờ? À, hoa hả? Em giúp anh để xem chỗ nào được. Đi, nào. Sắp xếp của người có tiền đúng là khác biệt. Khoảng Khoảng à, tối nay không biết bao nhiêu người có máu mặt sẽ đến đây. Bữa tiệc như vậy, bố mới lần đầu tham dự. Đều nhờ phúc của con đó. Chính là cái này. Bố đó, 100 năm cũng không làm nổi. Con hạnh phúc lắm đó. Khoảng Khoảng, người bố này của con thật giỏi giang. Người bố nào của con? Bố chính là bố của con đó. Người bố nói là bố giỏi giang kia của con kìa. Không phải là bố. Cái gì mà giỏi giang với không giỏi giang? Bố chính là bố. Không không, khác chứ Khoảng Khoảng. Con tuyệt đối đừng có so sánh bố với những người có bản lĩnh như thế.
Bố, con không thích bố như vậy. Con biết bố là vì muốn con ở lại đây nên mới giả bộ như là thích cuộc sống ở đây. Không, không phải đâu mà Khoảng Khoảng. Ai lại không muốn sống sung sướng chứ? Bố cần gì phải giả bộ? Bố cười miễn cưỡng tới như vậy. Bố miễn cưỡng sao? Miễn cưỡng dữ lắm. Chúng ta sống với nhau 20 năm rồi. Bố cười thật hay giả con còn không biết sao? Làm gì có lần nào bố nói dối mà không bị con phát hiện? Con đã rất khó chịu rồi. Bố còn tiếp tục hạ thấp mình như thế, con lại cảm thấy có lỗi với bố hơn. Khoảng Khoảng, con thật sự muốn ở đây sống cuộc sống này sao? Bố, con đồng ý sống ở đây, nên bố đừng có như vậy nữa được không? Được. Được. Khoảng Khoảng, Khoảng Khoảng à, Khoảng Khoảng, con sao thế? Sao còn chưa trang điểm thay đồ? Nhanh, khách sắp đến rồi, nhanh lên con. Nào, nhanh đi đi, chúng tôi đi nha. Nhanh lên, nhanh đi con. Vào đi. Don't let me